Ngày 25 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, ngụ quận 12 để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Lê Thị Diễm Trang là người trói bé trai 8 tuổi vào cột điện và đánh bé trai này bằng chổi. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 23 tháng 8, người dân ở phường An Phú Đông thấy một phụ nữ khoảng 35 tuổi dùng chổi đánh một bé trai trần truồng khoảng 8 tuổi khi bé này đang bị trói vào cột điện. Người phụ nữ dùng chổi đánh vào bé dù bé đang khóc la. Chứng kiến sự việc trên, người dân đã can ngăn. Thông tin sự việc được trình báo đến lực lượng chức năng. Trưa ngày 25 tháng 8, lãnh đạo ban nhân dân phường An Phú Đông, quận 12 xác nhận có sự việc một bé trai bị một người phụ nữ 35 tuổi trói vào cột điện đánh. Công an phường An Phú Đông đã lấy lời khai đối với người phụ nữ liên quan đến vụ việc, đồng thời đưa bé trai đi giám định. Theo lãnh đạo ban nhân dân phường An Phú Đông, phường đã thăm hỏi trường hợp bé trai trên, hiện sức khỏe của bé đã ổn định. Được biết, bé trai và người phụ nữ đánh bé là hàng xóm. Mẹ của bé trai đã qua đời, bé sống cùng với cha ruột. Cha của bé đi làm xa nên gửi bé cho người phụ nữ hàng xóm trên. Hiện công an phường An Phú Đông phối hợp với công an quận 12 xử lý vụ việc.